Xin chào các bạn. Thì video cuối tuần ngày hôm nay thì thứ bảy thì Vũ sẽ cho các bạn xem cái mẫu túi mà thiết kế. Cái mẫu này cũng đã được 3 tuần lễ các bạn, cho ra rất là nhiều phiên bản để Vũ tạo ra một cái túi ba lô di động cho cái Polo 1 Pro 8. Thì rất là khách hàng yêu cầu và hỏi rất là nhiều, cũng như là hỏi có chưa. Thì hôm nay là Vũ sẽ quay để thông tin các bạn là đã có rồi. Nhưng mà hiện tại là tới khoảng sau khi video này lên thì nó khoảng rơi khoảng tuần sau thì nó sẽ mới có hàng bán cho khách hàng. Còn đây chỉ là hàng sample thôi. Và nó đã được hoàn thiện là 80% rồi. Thì Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì đây chính là mẫu túi hoàn thiện 80% của bên Thiên Vũ làm dành cho Polo 1 Pro 8 di động all-in ha các bạn ha. Thì còn phiên bản Pro 16 và EV thì Vũ sẽ làm sao các bạn, chứ là làm một lần cái khuôn nó không làm kịp các bạn ơi. Các bạn thấy cái mẫu này không, và giá thành của con này thì Vũ tập trung vào cái việc chất lượng và giá thành nó hợp lý. Từ cái vật liệu cho đến chất liệu đồ này nó Vũ sẽ bảo hành cho tất cả khách hàng của mình về cái độ bền của vải này luôn, bảo hành về dây kéo cho mọi người luôn. Nói chung là mình bán hàng là mình rất là tự tin với sản phẩm của mình, thì Vũ bảo hành luôn cả phần mặt dây kéo luôn, từ cái vật tư, từ cái nguyên vật liệu mà làm ra cái túi này. Đó, Vũ sẽ làm ngon lành cho các bạn hơn. Thì đây là cái túi. Và đây, thì cái túi này là nó, các bạn thấy thiết kế cái form không? Đấy, nó là kéo như thế này các bạn. Đây, bạn thấy nó rất là nhẹ, nó giống như một cái vali các bạn. Và nó rất im nha. Tại vì cái này nếu mình nói trên video không thì các bạn sẽ không hình dung được. Nhưng mà nếu mà các bạn kéo ở phía ngoài với cái trọng lượng nặng như thế này á, mà các bạn kéo ở phía ngoài, các bạn có thể đến showroom Thiên Vũ 79 Trần Đạo, phường 1, quận 5, để các bạn thử kéo ra ngoài hành lang, kéo qua những cái ổ gà, các bạn sẽ cảm nhận được cái chất lượng của bánh xe. Đầu tiên mình nói về cái bánh xe cái đã. Bánh xe này rất là xịn. Đó, đầu tư nó, các bạn kéo rất là êm, nó lướt qua những cái ổ gà và rất là mượt, nó không có tưng 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 và nó tức cái lo các bạn ha. Thì đó là một cái điểm mà Vũ tập trung vào cái bánh xe để cho mọi người trải nghiệm cái túi nó xịn tí xíu. Cái thứ hai là cái việc mà chống nước, nó rất quan trọng. Chống nước thì sẽ tập trung vào vật liệu này, vitamin đó, và dây kéo cũng là một cái dạng dây kéo chống nước. Đây này, vô tư các bạn ha, các bạn thấy nó hở đúng không, nhưng mà khi mình kéo lại nè, cái này nó sẽ chống nước. Đây các bạn thấy không, thì các bạn mình sẽ rảnh mình sẽ tưới nước cho nó tắm, tắm nước mà lấy cái vòi xịt tắm đó các bạn, video lần sau để mình tự tin cái sản phẩm mình giới thiệu cho các bạn luôn ha. Đó, và cái chất lượng dây kéo này rất là xịn nha các bạn nha. Mình thật ra mình bán loa, nhưng mà thật ra mình muốn cho khách hàng có những cái sản phẩm, trải nghiệm những cái sản phẩm nó thật sự là có sự đầu tư tí xíu, để khi mà các bạn mua về chúng ta sẽ cảm thấy nó hài lòng và bỏ số tiền ra. Đó, thì đây là cái cây của Pro 8 thôi nha, hiện tại Pro 16 chưa có. Ở đây có hai cái phần khóa, bốn phần khóa, khóa này đó, còn và hai phần khóa này để chúng ta bó chặt vào. Và ở đây là con Pro 8 nên cái form nó khá là nhỏ gọn các bạn, nó cũng không có cao. Nhưng mà phiên bản Pro 16 thì nó sẽ cao hơn tí xíu các bạn. Phiên bản Pro 16 thì sẽ tới đây nè. Còn Pro 8 thì nó sẽ nhìn nó form nó gọn hơn. Ngoài ra nó sẽ hỗ trợ những cái tay. Đây, nó sẽ có hai cái tay. Là thứ nhất là tay trên, tay hông, tay dưới. Và đặc biệt nữa chính là Vũ tính luôn cái phần vẫn khách hàng sách trong những cái giai đoạn nào rừng, núi, đèo, núi đồ này nọ, tức là mọi trường hợp các bạn có thể linh hoạt được với đề sách. Đó. Rồi ở đây thêm hai tay bên hông này. Sang ơi. Cho anh nhờ xíu. Rồi, đây là hai cái tay bên hông này nữa. Đó, được cao su rất êm tay, các bạn cầm thoải mái không sợ đau tay nha. Bạn cameraman phải quay lại gần. Đấy, nó có cao su dẻo đây nha các bạn, ép với lại trên khung nha. Nè, các bạn nhìn đường chỉ mai đi các bạn. Các bạn nhìn đường chỉ đi, các bạn thấy điểm chất lượng, cái độ hoàn thiện của cái túi mình nè. Đấy, rất là chắc chắn, biết khi nào mà cái túi này mới hư. Đó, nó không sợ rách luôn. Đấy, rách thì các bạn đem đến đây Thiên Vũ đổi cho bạn cái mới luôn. Đó, tự tin cho các bạn điều đó luôn. Rồi, cái hai là vật liệu rất là chất lượng luôn, rất là xịn luôn. Đây, cái này đá mọi thứ là Vũ khẳng định luôn là không chạy xước luôn nha các bạn ha. Không chạy xước, nó không có rách, nó không phải không chạy xước mà phải nói là không rách nha mọi người ha. Cái vật liệu này là không rách. Mọi người có thể kéo đồ hay làm cái gì đó, nhưng mà dao rọc giấy mà rạch vào thì nó vẫn đứt nha mọi người nha. Còn ví dụ như đá sơ mi, sỏi đá mà bén mà cào cái con này thì vẫn không rách nha mọi người ha. Các bạn cứ mua về các bạn test thoải mái luôn, vô tư. Đó, còn con này cũng vậy nữa. Này rất là dày. Đó, nó sẽ còn một lớp mút cứng nữa các bạn, nhưng mà cái này chỉ hoàn thành 80% thôi. Rồi. Ok. Rồi.
Bây giờ nói về sách này, quay lại vấn đề phần sách cho mọi người nha. Hoàng đây, khi các bạn đi hai người đó, không cần Vĩnh này, Vĩnh đến bên kia thôi. Khi các bạn đi hai người, các bạn thấy sách như thế này đó, rất là nhẹ đó, vô tư luôn đấy, cực kỳ nhẹ đó. Rồi khi mà chúng ta đi đèo núi hoặc chúng ta muốn đổi cái tư thế sách khác đó, thì ở dưới cái phần đế kệ bánh xe các bạn thấy nè, cameraman thấy không, đây là phần kê đó. Thì cái phần kê này nó cũng được thiết kế phù hợp lên, nhưng mà bạn cameraman sách giúp anh rồi, đọc tay vô không. Ở đây sách này một kiểu các bạn, đây đây là một kiểu nha, còn một kiểu nữa móc ngay dưới luôn đấy. Cái phần bánh, cái phần kê đó là nó đã có phần phần móc để cho các bạn móc vào, để các bạn xách lên, nó rất là nhẹ, các bạn thoải mái vô tư luôn di chuyển. Rồi bạn có thể hạ xuống đi. Rồi cảm ơn bạn đó. Rồi ok, thì đó đó là những cái phần mà khả năng linh hoạt mà khi chúng ta di chuyển là xách cho đến là các kiểu luôn đó. Ở đây rồi Vũ sẽ nghiêng cái phần này cho mọi người xem, nằm xuống luôn đấy các bạn đó, được full luôn các bạn ha. Bánh xe rất là im luôn, cao su rất là im luôn, đẩy rất là im luôn, không nghe một tiếng động, nghe lọc cọc luôn các bạn. Đấy, đây là phần nhựa, đó, phần sách đơn giản, cái này phủ nguyên một lớp rất là dày và một vật liệu vải rất là cao cấp để nó chống chày, an toàn cho cái loa mình thôi, chứ còn nó chày suốt dưới đây cũng không sao, nó chày thôi nha các bạn, nó không rách nha, đảm bảo là rách nước rồi vô tư nha mọi người nha. Rồi ok, xong mình đi đến phần trên. Riêng phần này chính là phần quan trọng, đó chính là tài sản của các bạn. Đây là một ví dụ các bạn hay dục ở đâu đó, và cái con riêng cái phần này, các mẫu khóa khác thì chỉ là dây kéo bình thường thôi, nhưng mà riêng cái dây kéo này nó sẽ, các bạn có thể khóa được một ổ khóa số nhỏ mini ở đây lại khóa lại để không ai lấy đồ của mình, đánh cắp đồ của mình được ha. Đó, một cái chi tiết nhỏ thôi đấy, ổ khóa này được tính là có ổ khóa luôn nha, ổ khóa mini mã số đó. Rồi dây kéo này thì tạo thêm những cái phần dây rút co lại, để khi trong quá trình các bạn kéo, chúng ta không cần phải, cái da tay mình không có chạm vào những cái này, nó rất là đau và nó không có đủ thế cầm để cái lực á, kéo nó rất là đau. Nhưng mà dây kéo dù nó đã nhẹ nhưng mà mình muốn tối ưu là cầm cho nó nhanh á, vậy cái kéo ra xong đấy, vậy kéo ra xong rất là mượt các bạn, nó không có bị vướng đấy. Đấy, vậy là xong rồi các bạn, nó nhanh hơn. Rồi còn đây là khóa gài, nhưng mà này thật ra chúng ta cũng không có dùng gì tới, nó rất là cứng nha các bạn đấy, rất là chắc. Rồi vụ mở ra, rồi thì ở bên trong đây chính là cái combo rồ 8 kéo rất là mượt đó. Đây vật liệu bên trong đây các bạn, đây là combo rồ 8 và đây là cái phần túi. Phần túi này các bạn bỏ micro nè, bỏ T4S vào nè, phụ kiện dây điện, thậm chí là cái phần này nó rất là dư, các bạn có thể bỏ dây điện, hay là nếu mà đối với những trường hợp các bạn mà xài máy phát điện nha, thì Vũ có thể làm một tấm lót ở đây cho khách hàng. Các bạn có thể bỏ cái máy phát điện mini ở đây để chúng ta di chuyển ngoài trời hay đi chơi đâu, bỏ máy phát điện ở đây luôn, thoải mái nha, là nó không ảnh hưởng đến loa mình cũng gì đó, và chứa đủ luôn. Còn cái vị trí này chúng ta để chứa micro, đỡ chứa T4S, chứa dây, chứa nhợ, chứa dây nguồn, mọi thứ là vô tư thoải mái luôn. Rồi này, còn phần đây là phần giải bên trong các bạn, đây là 80%, nó còn cái phần mút nó còn dày hơn như vậy nữa các bạn, nó sẽ còn căng nữa đó. Đây vật liệu bên trong đấy, đây là bản xâm lờ các bạn. Rồi Vũ sẽ lấy ra, Vũ đi trong đây các bạn thấy chưa, đấy thì bên trong nó đơn giản thế này thôi, của túi thôi. Cái này là bản mẫu nên mình chưa có giới thiệu sâu với các bạn được đó. Ở đây là những cái tấm để mình dây kéo để mình mở, để mình bổ sung, tại vì hàng mẫu thôi, tuần sau mình sẽ có hàng mới bán cho các bạn. Rồi cái phần mà thanh nó nằm đâu các bạn? Thanh á thì Vũ sẽ nằm ở vấn đề là tập trung vào cái việc là cố định luôn nha. Đây Vũ, tại vì chỗ dư quá nên Vũ không muốn bỏ mít vào, thì do là cái bản mẫu đây. Rồi thanh này sẽ như vậy, cái dây kéo làm tạm nha bạn, chứ đúng ra cái con dây kéo này nằm bên kia, dây kéo của con này là phải nằm vô đây, còn đây dây kéo làm tạm nên là để chốt là cái phương án mẫu của Vũ thôi. Đấy, đây cái thanh các bạn sẽ được cố định như thế này, nó được gá gờ như thế này nè, tức là chúng ta thả vô như đây luôn là đảm bảo thì di chuyển mọi vấn đề. Ở phía sau cũng vậy, các bạn thấy còn đường vẽ không bạn, đây là hàng nghiên cứu đó bạn. Chứ thật ra còn cái tấm này là sẽ, nó sẽ là một cái tấm CNC màu đen
dày giống như vậy mà được CNC rất là đẹp nha. Đó, màu đen nha mọi người ha. Thì nó sẽ rất là tuyệt màu, nhìn nó sẽ rất là sang. Và form nó là form ép bằng máy. Còn này là đang làm để cái tính toán cái độ dày cũng như là cái độ cân đối giữa con này. Được làm bằng tay, được cắt bằng tay để mọi thứ cho nó vô form. Khi mà chốt lại thì nó sẽ là làm bằng máy hoàn toàn. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Như vậy thì các bạn di chuyển thoải mái luôn, không bao giờ mình sợ mình nói cái cây lo này bị gãy hay bị này nọ, tại vì mút này nó rất là dày các bạn. Dày lắm. Đây, nó dày bằng này các bạn. Đây. Độ dày đến như đây nè. Các bạn có thể yên tâm ha. Rồi ngoài ra cái phần này nó cũng là phần mút nữa. Đó, cái phần này là sẽ được dán lại nè, nhưng mà tại vì ở đây mình chưa có làm. Đó, mình sẽ được dán lại, còn khi mà cái, ở đây có sẽ có hai dây kéo. Bình thường các bạn sẽ cần nó chỉ là mẫu thôi. Ở đây có sẽ có hai dây kéo thì dây kéo nằm dưới đây nè, nhưng mà mình không có kéo lên. Đó thì cái dây kéo này các bạn chỉ cần mở 50 mở như này thôi. Đấy. Là các bạn đã lôi nó ra được rồi, rút nó ra. Đó. Là rất là thoải mái và nhét vào lại thì nó có form á các bạn cả. Chỉ cần vậy nè. Bộ tính vậy nè. Tức là phụ nữ cũng được, nó cứ dày thôi. Cứ đút thẳng vô như này. Đấy, nó khít như thế này nè. Đẩy xéo xuống, đẩy xuống là đảm bảo nó trượt xuống. Đó, như thế này các bạn ép vô. Là nó vô khớp, nó không cần phải các bạn mở phải sâu xuống tới dưới để chúng ta bỏ ngay ngắn, không cần đâu. Chúng ta chỉ cần để như vậy thôi. Đấy, đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi. Ok. Còn cái về cái mặt lo này thì các bạn tùy ha các bạn ha. Chúng ta muốn nó bỏ vào rất là nhẹ, để vô, kéo ra, xong. Như vậy là đã xong cái phần túi rồi các bạn. Các bạn muốn để mặt nào thì tùy, nói chung là tùy mọi người thôi. Thấy quen cái thế cầm của mình, quen cái mặt nào thì chúng ta mới để mặt đó thôi. Mình làm nó vừa khít, nó không được rộng quá sẽ rất là xấu. Nhìn nó không có sang. Mình làm nó vừa khít thôi các bạn. Nè, kéo lên nè. Rất là đơn giản. Đó, rất là nhạy, rất là nhanh, các bạn thấy không? Khóa lại. Đấy, khóa lại. Thật ra cái này khóa không khóa thì tùy các bạn, không cần khóa cũng được, cũng vô tư thoải mái. Đấy. Đó. Ủ đá cái nè. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là im, đẩy mình thích nhất là phần đẩy bánh xe của con này. Mình đầu tư cho nó nhiều lắm, tại vì khi mà kéo nó cảm giác nó sướng hơn. Luôn cả những cái phần gờ mà ổ gà nhỏ nó lướt qua rất là im, nó không có bị đùng cái lo. Đó, cảm thấy nó khó chịu chứ hay cảm giác nó hơi lõm. Đó, mình tập trung mình tối ưu hơn bánh xe nữa. Rồi. Ok. Rồi phần sau các bạn. Các bạn nhìn phần sau nè. Phần này là cái lớp tapi rất là dày. Và cộng thêm về vật liệu này nữa. Các bạn có thể vô tư, bạn có thể focus cận giúp mình cái chất liệu cho khách hàng xem. Đó, focus cận nha. Đó. Ở đây tập trung vào hai vật liệu duy nhất thôi. Đây, màu da và con này nó rất là cứng. Đó. Cứng kinh hoàng luôn. Độ dày này vô tư luôn, nhìn nó rất là sang nữa. Đấy. Xuống đây. Đấy, có một lớp này là chống nước ở dưới đây luôn, chày xước đồ kéo mà lỡ cái đá có va vào đây thì cũng cứ vô tư, các bạn không cần phải lo này nha. Đó. Còn ốc này nó sẽ là màu đen, đây là hàng mẫu, cho các bạn coi những cái đường mai nè các bạn. Đấy, các bạn coi đường mai đi, rất là liền lạc, các bạn thấy chưa? Đấy, đường mai rất là liền lạc. Rồi nó chỉ mai đây nè. Rồi em coi cho mọi người coi cái chất liệu da bên đây đi. Đó, các bạn thấy chưa, đường chỉ mai rất là sắc nét. Người Việt Nam mình làm các bạn, gia công Việt Nam cho các bạn. Đó. Ok chưa? Đó. Ngon lành. Rồi phần trên nè, bạn thấy quay phần trên nè. Những cái khớp nối ở phần trên nè. Đấy. Đường chỉ mai trên này. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình nhìn chất liệu là đã biết nó chất lượng rồi. Đó. Giờ cứng khừ à. Vô tư. Rồi là dây kéo. Đấy. À, ok. Vậy là đã có một mẫu túi Rồ 8 mà bao nhiêu khách là đã hỏi Vũ cái con này. Thì các bạn mà đại lý ở tỉnh mà cũng muốn mặt hàng này thì cứ liên hệ với Vũ nha. Thì Vũ sẽ làm cho các bạn, hỗ trợ những khách hàng ở tỉnh, các bạn có thể bán cho khách hàng ở tỉnh của mình để khách hàng có thể bảo vệ cái sản phẩm của mình. Đấy, thật ra sản phẩm lo mình cũng giá trị cao mà. Có một cái cũng ok. Và nó cũng linh hoạt trong việc di chuyển đem về nhà. Cái túi này tận dụng đi đánh golf cũng được chứ. Bạn biết là cái phần khuôn với lại phần mà vẽ lại á, trời ơi nó rất là tốn tiền. Vẽ đi vẽ lại là làm đi làm lại vì cái độ phô này
rồi cái form nó trên là lúc mà kéo nó bị nhăn túi hay không, rồi lúc mà để bình thường có nhăn hay không. Đây các bạn nhìn đã không, nè bản nó nè, bản hai nè, bản hai là mình cái này chỉ làm mẫu thôi chứ không sử dụng chất liệu này. Chất liệu này phèn lắm, cực kỳ phèn luôn nè. Đó, bản thứ hai nè mình đã bỏ hết, mình không đồng ý xài cái này. Đấy đấy, mày cho bạn coi cái thứ cái bản này nè, không cái vải nè nó đâu có ngon bằng, đâu xịn bằng đâu. Bây giờ cái hai cái thun này nè, nhìn nó không rộng quá, nó không cần thiết, mình không có đẹp. Đấy, mình cho các bạn coi bản ở đây, nhìn nó xịn hẳn. Đó, xịn ra. Đây, chất liệu nè. Bạn quay cận cảnh giúp mình. Nè, vật liệu này nè. Các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Mà thấy xịn chưa? Đấy, nhìn nó xịn hẳn ra. Đó. Ok chưa? Nè, túi nè, nó căng thẳng thế này nè, vô tư. Bạn có thể quay từ trên ok, bạn có thể xem từ trên xuống nè, nó rất là rộng. Bạn có thể bỏ một con băng số vào đây cũng được nữa. Đó, các bạn để micro đây, nó còn một khoang thế này nè. Đấy, vô tư luôn. Chúng ta có thể, Vũ sẽ đặt một cái tấm nền ở đây. Và các bạn, những khách hàng mà có những cái máy phát điện mini á, để đi chơi ngoài trời thường xuyên á, thì chúng ta bỏ vào đây luôn. Vô tư luôn, và bánh xe chịu tải, dư sức, thoải mái. Các bạn không cần phải lo. Đó. Đấy, rất là tiện đúng không? Rồi, ok. Nói chung là như vậy, nhiều thứ các bạn ơi. Đây là cái bản này chưa nè. Thì mình mở đây các bạn coi. Đấy, đấy. Cái bản này là bản đúng là tấm mút ở đây nè các bạn. Đó, mình đem qua để đỡ đó các bạn. Đó là hàng mẫu thôi nè. Nó có những vật liệu chống trời nên các bạn không sợ cấn nha. Cái này là chỉ là vật liệu cứng thôi. Và nó chưa có mút nữa đó. Đó, còn bản kia là có mút rồi, nhưng mà mình đang tăng cường cái độ mút nó dày hơn nữa. Mình phải gia công lại. Đó. Như vậy để ra một cái túi thành phẩm là Vũ mất hết 3 cái túi mẫu. Mấy túi này bỏ chứ đâu làm gì đâu các bạn. Giờ mấy hàng này bỏ thôi. Đấy. Như vậy là Vũ giới thiệu các bạn cái mẫu túi của Pro 8. Hẹn các bạn trong cái mẫu túi cái của cái Pro 16 và những cái sản phẩm như EV. Vũ sẽ làm sau. Và sẽ có cái túi X1 Pro cũng như là Airless Survoy nó tốt và nó nhìn nó xịn và nó chuẩn hơn, nó cứng cáp hơn, nhìn nó sang chảnh hơn tí xíu cho mọi người ha. Ok, các bạn thấy video hay thì đừng quên bấm like và share những sản phẩm mà Thiên Vũ luôn dành tâm huyết để làm ra cho những sản phẩm chất lượng để đưa đến tay khách hàng. Các bạn thấy video hay thì đừng quên bấm like và share cho Vũ nha. Hẹn các bạn trong những video lần sau. Bye bye.